ở dưới Thủ Đức thì có nổi tiếng về nem, quán nem Việt Nam, thì bây giờ người ta nghĩ là phía trước anh chị thấy có quán nem Việt Nam đó, đó là chỗ chiếc xe đậu đó, em đã từng ăn ở đây cho nên em biết chỉ có mỗi quán này thôi. Nhưng mà giờ phía trong anh chị thấy không, trung tâm văn hóa Thủ Đức nè, đây là bãi giữ xe bên tay phải ha. Đó, ở phía trước rất là cũ đó anh chị. Ở đây người ta lấy như mấy cái cục bê tông rồi gắn đá, gắn cây vô rồi bắt đầu giăng dây. Dạ, Sài Gòn hôm nay mến chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 3 giờ 15 phút chiều ngày 28 tháng 7 năm 2022. Em vừa mới đi ra khỏi phà bến phà bến đò Thanh Đa Bình Quới. Bên này em đang đứng là con đường ở Kha Vạn Cân, phía sau lưng là chúng ta chạy về Phạm Văn Đồng đó anh chị, còn phía trước chúng ta đi về chợ Thủ Đức qua cái cầu ngang. Ở đây thì xe hơi ngã ba phía trước không được đi thẳng mà phải quẹo phải, cho nên là dòng xe kẹt xe khá là đông. Cái này chuối chiên phô mai chứ cha, nhìn cũng thơm ngon quá trời luôn. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi chiều bình an và thật nhiều sức khỏe thưa anh chị. Bây giờ thì em mời cô bác anh chị cùng với em chạy một chút về chợ Thủ Đức, cập nhật một vài cái hình ảnh trên con đường Võ Văn Ngân. Em đang chạy đây là Kha Vạn Cân thưa anh chị. Đây là xe hơi bắt buộc phải quẹo phải đó, cấm đi thẳng. Xe máy thì được đi thẳng bình thường. Cho nên là chỗ này nó hơi bị kẹt xe một chút. Bây giờ trời lại trở về khá là nắng thưa anh chị, nắng cũng khá là gắt luôn. Và bên phải em ở đây có khu vực tập viện của dòng bến Thánh Giá Chợ Quán này anh chị, tập viện á, khu vực gọi là khu nhà tập, nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức. Con đường Võ Văn Ngân phía trước chợ Thủ Đức thì hôm trước đang sửa làm lại cái hệ thống phát nước để chống ngập. Rồi sau đó thì thấy báo chí đưa tin là con đường nó rất là xấu. Thì hôm nay sạn dịp chạy qua từ ngay chỗ đường Bình Quới đi bến đò qua tới đây, mời cô bác anh chị về Thủ Đức cùng với em một chuyến nha, lâu lâu có dịp. Lúc nãy thì ở đây có vẻ là trời mưa đó anh chị, đường xá hai bên là thấy có nước đọng đây nè anh chị nè. Con đường Kha Vạn Cân cái đoạn này thì nói chung là nó không có gì nhiều anh chị, những cái xưởng, những cái cơ sở sắt thép rồi thôi, buôn bán một số đồ lặt vặt chứ không có nhộn nhịp sung túc lắm. Chúng ta về tới chợ Thủ Đức thì lúc đó mới thấy nó nhộn nhịp hơn. Đối với cái vùng đất Thủ Đức này thì cũng rất nhiều kỷ niệm và em cũng ít có dịp đi xuống đây lắm anh chị. Lâu lâu mấy tháng lại ghé về để cập nhật gửi đến cô bác anh chị một vài cái hình ảnh cũ xưa. Tất nhiên là em không nhớ hết và cũng không biết hết được. Chị hy vọng cô bác anh chị có cái dịp nhìn lại, và khi em chạy ngang một vị trí nào đó thì cô bác anh chị có thể nhận ra được cái cảnh vật năm xưa thôi. Hướng này thì chúng ta đi về chợ Thủ Đức, sau đó nếu mà đi con đường Võ Văn Ngân đó thì chúng ta chạy thẳng ra ngã tư Thủ Đức, có trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đó anh chị.
ở đây đồ inox ha, đồ sắt inox cũ, hàng cũ không đó anh chị. Chăn ra gối nệm đó, gỗ đá gạch. Thủ Đức thì bây giờ nếu mà những cơn mưa lớn thì vẫn ngập như thường thôi, chưa hết đâu anh chị, ngập rất là lớn, ngập nặng luôn. Năm nay thì vừa rồi trải qua một vài cơn mưa thôi, chứ còn cũng chưa có nhiều, chưa có mưa nhiều. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì Sài Gòn cũng chưa có mưa nhiều, mưa lớn như những năm trước đâu anh chị. Đây là những cái cảnh vật trên con đường Kha Vạn Cân hướng đi về chợ Thủ Đức. Bên hướng ngược lại của em thì trời mát, bên này thì trời nắng chói chang luôn anh chị. Ồ, phía trước em bên phải đây có một cái tòa nhà hay là một cái nhà gì mà người ta sơn cái cọng màu xanh trang trí giống cái khu du lịch ghê. Nam Phương cũng đóng cửa luôn rồi, cho thuê mặt bằng, chỉ còn là cái cọng thôi, bên trong là cái mảnh đất trống rồi. Phía trước đây thì anh chị sẽ nhìn thấy chợ Thủ Đức rồi. Chợ Thủ Đức ngày hôm nay như thế nào, mời cô bác anh chị cùng cập nhật với em và một vài con đường xung quanh. Đây là cái cầu ngang thưa anh chị, đó, cấm xe hơi. Vào về Thủ Đức những cái lúc trời mưa lớn thì cái đi ngang cái cầu ngang này thấy dòng nước nó cuồn cuộn, nó chạy, nó muốn dâng lên tới ngập cầu luôn anh chị. Mới thấy được là cái khu vực này nó ngập nước như thế nào. Phía trước vẫn còn một cái lô cốt, người ta đang đào rào chắn lại. Em chạy một vòng xung quanh chợ Thủ Đức thưa anh chị, để cô bác anh chị cùng nhìn lại cảnh vật ở đây. Cái chợ Thủ Đức này, ngay cái chợ luôn, nó là cái vùng trũng nhất của Thủ Đức anh chị. Ôi, nhà dân ở bên tay trái vậy đó, sụp tùm lum hết trơn á, đất đai sụp tùm lum hết. Đây là quán nem Việt Nam này, người ta dời đi rồi. Ngày trước em có ăn ở đây một lần. Quán nem cũng rất là nổi tiếng ở khu vực Thủ Đức này. Đây là phường Linh Tây. Đó. Chợ Thủ Đức là một cái vùng rất là trũng, trũng nhất ở cái đất Thủ Đức này rồi. Thành ra là ngập sâu. Và anh chị cũng có thể thấy chợ cũng cũ anh chị ha, người ta mới thay cái mái tôn, mái ngói lại. Nhưng mà nó vẫn rất là sụp, kiểu như nó không có sáng sủa. Anh chị tao nhìn nó không có sáng sủa lắm. Chợ Thủ Đức mưa một cái là ở đây nó ngập. Em chạy một vòng chợ thưa anh chị. Bên phải em là đường Hồ Văn Tư. Rồi, phía trước đây, phía trước chợ Thủ Đức, con đường phía trước bên phải là đường Võ Văn Ngân chạy về xa lộ Biên Hòa, ngày nay là xa lộ Hà Nội đó anh chị. Còn bên tay trái bọc vùng bên này chúng ta đi về cái dốc Con Gà Quay. Đường Võ Văn Ngân, bây giờ em mời cô bác anh chị chạy tiếp tục một vòng ha. Cái vùng bên Thủ Đức đang làm lại nè, vùng bên phía trước chợ. Bên tay trái của em thì có cái tiệm bánh trung thu Kinh Đô ngay phía trước chợ đó. Đường người ta chắp vá tùm lum. Một vài những hình ảnh chợ. Thank you.
nhìn cái con đường nước đọng từng cục từng cục. Em dừng lại một chút xíu anh chị nha. Em chưa có đi chợ Thủ Đức bao giờ thưa anh chị, chưa có đi. Ở đây thì em thấy là người ta bán cũng nhiều đồ lắm, tuy nhiên cái khu chợ này thì không có bán đồ thịt cá rồi đâu. Thịt cá rồi bán ở phía bên kia trên đường Võ Văn Ngân á. Còn khu này thì người ta bán ở cái góc phía trước này, có bán bánh tráng Tây Ninh nhiều lắm anh chị. Thủ Đức bán bánh tráng Tây Ninh. Rồi, em kiểm tra cái máy ghi âm đổ lại thôi. Bây giờ mời cô bác anh chị chạy ngược cái con đường Võ Văn Ngân đi ra ngoài hướng của Đại học Sư phạm anh chị nhé, Đại học Sư phạm Kỹ thuật đó. Trời đang khá là nắng luôn. Mấy cái vỉa hè nó sụt lún tùm lum này, gì thấy không? Rồi chắp vá. Cái này mà mưa lớn nước dâng lên là coi như đi nhiều khi mình cũng không biết đường nào mà chạy cả. Ở dưới Thủ Đức thì có nổi tiếng về nem, quán nem Việt Nam thì bây giờ người ta nghĩ là phía trước anh chị thấy có quán nem Việt Nam đó, đó là chỗ chiếc xe đậu đó. Em đã từng ăn ở đây cho nên em biết chỉ có mỗi quán này thôi, nhưng mà giờ người ta dời rồi, cái nhà chỗ này đang cho thuê. Rồi em đi ngược trên con đường Võ Văn Ngân đi về hướng của Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Trên con đường xa lộ Biên Hòa năm xưa, ngày nay là xa lộ Hà Nội đó anh chị. Em chạy qua bên này một chút mời anh chị nhìn cái cảnh buôn bán ở đây. Người ta bán tạ sữa rồi đồ nhựa, bàn ghế rồi này kia, rồi hạt giống nè, khu này bán hạt giống cây trồng nè, bán gạo, bán thóc rồi nè, gạo lứt rồi đó. Đó, không có bán cá thịt đồ, cá thịt đồ thì bán ở bên kia anh chị, bên trung tâm thương mại Thủ Đức đây nè. Nghe cái trung tâm thương mại thấy hoành tráng lắm nhưng mà thật ra nó cũ quá trời. Ngay cái góc này thì phía trước chợ, và bây giờ em quẹo bên con đường Võ Văn Ngân. Đây, tiệm bánh trung thu. Bánh trung thu 90 ngàn thì anh chị. Bánh chay nha, bánh đậu xanh 90 ngàn. Năm nay giá cao đó. Với lại bây giờ mới đầu mùa anh chị, người ta bán lời là lời khúc này nè, ít hôm vô qua khỏi ngày trung thu là khuyến mại, là mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 1, mua 4 tặng 2 tùm lum hết anh chị. Phía trên trời có chiếc máy bay đang bay ngang. Ngay chỗ cái góc đó có một cái ngôi nhà rất là cũ đó anh chị, sát bên Vietin, ngân hàng Vietin. Còn cái trung tâm thương mại Thủ Đức nó nằm bên phải em đây nè. Nhưng mà nhìn nó cũ lắm, cái chợ thôi, nó là cái chợ thôi. Rồi bây giờ thì em mời cô bác anh chị đi trên con đường Võ Văn Ngân nha. Chúng ta chạy về hướng của Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Đó, ngôi nhà đây rất là cũ nè anh chị. Còn cô bác anh chị gửi xe bên phải đây thì chúng ta đi cái trung tâm thương mại Thủ Đức, gửi xe ở đây. Đường đây là Đoàn Công Hướng. Đoàn Công Hướng nè anh chị, bên phải của em nè là đi vào cái chợ người ta buôn bán rau củ cá rồi đó. Đường Võ Văn Ngân đây anh chị.
tháo lô cốt hết rồi ha, không có còn cảnh lô cốt nữa. Mà đường xá thì vẫn còn lụm thụm lắm, ổ gà ổ voi cũng nhiều, vá chấp tùm lum. Bên trái em ở đây là nhà thờ Thủ Đức thưa anh chị. Đó này, từng cục, cục này, đắp lên này. Người dân ở phản ánh nhiều lắm, bây giờ nó đỡ bớt rồi. Không biết cái con đường này tương lai nó có ngập nặng như những cái năm trước nữa hay không. Bên tay trái của em ở đây là nhà thờ Thủ Đức thưa anh chị. Lên cái dốc lên cái dốc thì bên tay trái của em phía sau nhà thờ Thủ Đức thì có trường La Salle Mossa. Cái dốc này thấy bất gớm luôn anh chị, phía trước còn rào chắn nữa kìa. Lô cốt xây hoài ổng xong. Trường La Salle Mossa đây, em mời cô bác anh chị cùng đứng bên cái vỉa hè tay phải em đây nè. Mời cô bác anh chị nhìn một chút cái ngôi trường. Hôm nay nó là trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Còn bên phải ở đây em ở đây là ngay chỗ cái làng thiếu niên Thủ Đức, cô nhi viện vậy đó. Rồi ở đây có được cái vỉa hè này mát mẻ quá anh chị. Để em tấp vô đây một tí, sát sát quá. Em mượn cái vỉa hè mấy chục giây thôi. Con đường Võ Văn Ngân này làm rất là lâu rồi, hôm nay vẫn còn làm. Ở bên tay phải của em ở đây thì là làng thiếu niên Thủ Đức, cô nhi viện Thủ Đức này, với những cái bức tường rất là cũ đó anh chị thấy không. Bên này là trường La Salle Mossa năm xưa, bây giờ nó là trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đây. Ở đây người ta lấy như mấy cái cục bê tông rồi gắn đá, gắn cây vô rồi bắt đầu giăng dây. Ngôi trường kỷ niệm. Đây là cái dốc anh chị, cái dốc này thì tới cái ngã ba của con đường Đặng Văn Bi. Đứng chỗ này mát quá. Rồi lên mấy cái lô cốt vẫn còn giữ y nguyên ha. Bên tay phải của em ở đây là làng thiếu niên Thủ Đức. Đó. Phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Cái cô nhi viện Thủ Đức đây. Mấy cái lô cốt này nó chắn nhà người ta hoạt động kinh doanh miệt mài luôn. Đào cống tiếp, đào đường mang bốn, nó hiện ra ở đây một cái sự chấp vá, một cái hình ảnh chấp vá của cái đường. Ở ngay cái vị trí này thì con đường Đặng Văn Bi. Ở bên mé tay phải thì anh chị đi về ngã tư Bình Thái anh chị ha. Trên đường này thì có cái Nam Thiên Nhất Trụ đó. Còn bên trái thì chúng ta đi về Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Ôi, tự nhiên bây giờ nắng quá trời luôn thưa anh chị. Chói chang luôn á. À, đây là đường Trương Dương. Trên con đường này thì có cái trại Trương Dương năm xưa. Không biết bây giờ nó nằm cái góc nào em quên mất tiêu luôn anh chị. Ngay chỗ này thì cái đường Trương Dương. Bên trái của em ở đây là cái nhà truyền thống gì đây nè. Đó, nhà truyền thống Thủ Đức.
sát bên cái con đường Chương Dương luôn đó anh chị. Trung tâm văn hóa thành phố Thủ Đức. Đây có con đường số 13, em quẹo phải nha. Xong cái em quẹo trái ra lại để mời cô bác anh chị nhìn một chút cái nhà truyền thống. Em quên mất rồi, không biết đây có phải là cái trại Chương Dương năm xưa hay không. Phía bên trong thì có những cái khuôn viên rất là cũ anh chị. Là bây giờ em đi qua đường luôn nè, mời cô bác anh chị nhìn một chút nè. Đó, bên trái là khu nhà còn thấy mới sơn lại còn mới. Còn đi thẳng lên thì sẽ thấy một cái khu nhà rất là cũ. Xe khá đông cho nên là em sẽ dừng một chút. Nhà truyền thống. Ngày hôm nay là thành phố Thủ Đức rồi anh chị, không còn là quận Thủ Đức như ngày xưa nữa. Đây, cô bác anh chị thấy ha. Chúng ta có thể nhìn một chút này, cái hình ảnh này. Trung tâm văn hóa. À. Phía trong anh chị thấy không? Trung tâm văn hóa Thủ Đức nè. Đây là bãi giữ xe bên tay phải ha. Đó, ở phía trước rất là cũ đó anh chị. Rồi, em quay ra một chút xíu cái hình ảnh ở đây anh chị nhìn lại những cái hình ảnh, biết đâu có một cái kỷ niệm nào đó. Còn bây giờ thì em quẹo trái tiếp con đường Võ Văn Ngân. Rồi, mời cô bác anh chị qua đường. Năm ngoái năm kia em đi về Thủ Đức vào cái một buổi chiều mưa mà nhiều khi ám ảnh luôn anh chị. Cái dòng thác nó chạy xuống. Đường Võ Văn Ngân trên này thì là trơn mãn hơn rồi, đẹp hơn rồi. Ở đây ngày hôm nay anh chị thấy kinh doanh buôn bán cũng rất là nhộn nhịp. Sầm uất, gần như là trung tâm rồi. Buổi tối lên đèn á, rất là đẹp anh chị, nhộn nhịp lắm. Đi thẳng qua bên kia là con đường Lê Văn Việt á, còn nhộn nhịp hơn rất là nhiều lần nữa. Lâu lâu có dịp chạy ngang, em mời cô bác anh chị nhìn một chút cái hình ảnh của Thủ Đức ngày hôm nay. Những cái vị trí rất là quen thuộc thôi, không quá xa lạ với cô bác anh chị. Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Đây có cái trường cao đẳng xây dựng, em cũng không biết ngày xưa ở đây là trường này, nhìn thấy cũng rất là cũ anh chị. Đó, trường cao đẳng xây dựng này. Cô bác anh chị có thấy quen thuộc không?
có thấy có những cái kỷ niệm nào ở đây không? Trường cao đẳng xây dựng. Công viên cũng khá là nhiều cây. Trường cao đẳng xây dựng Thủ Đức. Thôi, bây giờ em quẹo ra lại con đường Võ Văn Ngân và mời cô bác anh chị đi thẳng về khu vực xa lộ Hà Nội ngày hôm nay, xa lộ Biên Hòa năm xưa. Đình thần Linh Trung bên tay trái của em ha, đình Linh Trung. Ở đây ngày hôm nay người ta đang xây một cái trung tâm thương mại nè anh chị, bên phải em có cái cần cầu đó. Và đây là Vincom Plaza rồi ha. Còn bên phải em còn có một cái khu nữa, chung cư, trung tâm thương mại, hồ bơi gì đó tùm lum hết. King Crown, căn hộ cao cấp, khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity đó. Phía trước đây thì em chạy ngang trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đây anh chị, ngay ngã tư Thủ Đức rồi đây. Wow, đây là đường Nguyễn Bá Luật bên máy tay phải. Chỗ ở đây người ta bán ốp lưng điện thoại quá trời luôn nè anh chị, ốp lưng dán keo cường lực. Đó, ở đây vận đào nè. Ồ, ngay cái khu này ốp lưng điện thoại quá trời luôn. Bên trái em là Kinh Đô. Ở chỗ này thì không phải trường sư phạm kỹ thuật đó anh chị, em nhầm á. Ở đây là khu vực nhà thiếu nhi thì vậy, đúng rồi, nhà thiếu nhi này nó cũng rất là cũ xưa. Đây làm cái lô cốt to đùng chiếm hết diện tích đường. Đây là đường dân chủ thưa anh chị, dân chủ. Và ở đây thì cái làng Đại học Thủ Đức năm xưa đó, đây nè anh chị, đường dân chủ. Còn bây giờ thì em muốn mời cô bác anh chị cập nhật lại một chút cái hình ảnh của nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức nha. Đi bên này cái lô cốt cô bác anh chị không thấy được. Lên trên này em quẹo ngược lại. Đây đường số 6. Bên trái em là đường số 6. Rồi em quẹo ở đây nè. Nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức. Đó, có hai cánh gà, cái cổng ra giống như hai cánh gà đó anh chị. Bên trong thì bán bánh trung thu rồi kìa, trà tắc bánh trung thu. Em hồi nãy em nhầm ở đây trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, chạy ra nữa mới tới trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật chứ anh chị. Đó, phòng ghi danh. Đó, nhà thiếu nhi đó. Hướng này thì đang là cái hướng đi ngược lại về chợ Thủ Đức đó thưa anh chị. Em hồ bơi thiếu nhi bên tay phải của em nè. Anh chị, có hồ bơi này nè. Đó. Đó, hồ bơi, hồ bơi. Anh chị thấy quen thuộc không? Ừ.
em đang đứng chỗ con đường Dân Chủ đây anh chị, đối diện với lại nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức. Vừa rồi em mới quay ngược trở lại đó. Bây giờ thì em mời cô bác anh chị quẹo phải, chúng ta đi hết con đường ở Võ Văn Ngân này ra Đại học Sư phạm Kỹ thuật luôn thưa anh chị. Ở đây thì có đường Dân Chủ nè, rồi Bác Ái nè, rồi Độc Lập nè, rất là nhiều cái con đường mà gọi là thân quen thưa cô bác anh chị, khu làng đại học cũ ngày xưa đây. Ngày hôm nay nó trở thành những cái khu ăn chơi rất là nhộn nhịp của Thủ Đức, hàng quán, những cái khu biệt thự ở đó thì cũng được cải tạo thành những cái nhà bán đồ ăn, nhà hàng, các cái dịch vụ khác. Đó. Đây chúng ta có được Đoàn Kết nè, những cái tên hết sức là hay anh chị, nó vẫn giữ lại như cũ, không có thay đổi nhiều. Đó, bên tay trái của em có một cái khu đất ở đây, nhà cũng cũ lắm rồi nè anh chị, sát bên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đó, đường Chân Lý. Đấy, có đường Chân Lý này, Độc Lập này, Đoàn Kết này, Tự Do này, Chân Lý này. Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Đào tạo Lái Xe, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đó anh chị, bên mé tay trái của em ha. Mời cô bác anh chị nhìn lại một chút ha. Tù nhà ở đây. Những cái kỷ niệm xưa đôi khi mai mốt sẽ không còn anh chị. Dần dần Sài Gòn mình người ta cũng đập bỏ hết những cái kiến trúc công trình cũ ngày xưa. Bên trái của em là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Con đường này là con đường Hữu Nghị anh chị. Em chạy ra phía trước rồi bọc ngược trở lại một chút để anh chị nhìn lại một vài cái hình ảnh ở khu trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Phía trước thì chúng ta đi ra tới ngã tư Thủ Đức. Con đường bên phải em đây là con đường Thống Nhất nè anh chị. Và ngày hôm nay thì có thêm cái tuyến metro đó, rồi cái cầu vượt ở phía trên ngã tư Thủ Đức. Qua bên kia là Lê Văn Việt anh chị, Lê Văn Việt. À, còn ở đây thì em sẽ quay xe ngược lại ha. Bên phải anh chị quẹo về cầu Sài Gòn. À, đây là ngã tư Thủ Đức đây nè anh chị. Bên kia là Lê Văn Việt. Đây thì em quẹo ngược trở lại, em chạy phía bên trong nha. Đây trong này có cái con đường sát bên hông của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đó. Mấy anh ráp đồ ngồi nghỉ ngơi, cho người ta cũng đào bới cắt tùm lum hết, ghẻ lỡ tùm lum hết. Để có chiếc xe bus phía sau em né một tí. Trời, mấy anh ráp đó. Mấy anh ráp tập trung ở đây quá trời luôn. Họ luống tùm lum nè anh chị, thấy ghê không?
Và bên mé tay phải của em là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, thưa anh chị. Khuôn viên của trường xe bus. Chỗ này mà trời mưa anh chị sẽ thấy nước cuồn cuộn chảy. Đó, phòng di danh đi vào. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, à, ta có thể đi vào gửi xe máy. Một vài cái hình ảnh như vậy gửi đến cô bác anh chị trong buổi chiều đi về Thủ Đức. Và chắc là bây giờ em sẽ đứng ở ngay cái góc này cho nó mát một chút. À, đối diện đây có giáo xứ Bình Thọ anh chị. À, và thôi thì em cũng xin tạm dừng cái clip ở đây. Đó là những cái hình ảnh mới nhất của Thủ Đức, những cái kỷ niệm quen thuộc. Hy vọng cô bác anh chị lại có dịp để chúng ta nhớ về. À, một lần nữa thì em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi chiều bình an, hạnh phúc. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Em chạy ra lại ngã tư Thủ Đức và đi về cầu Sài Gòn.